Bữa nay ta học sang bài 6 ở lớp 5, một bài hát tự chọn. Đó là bài Đất nước tươi đẹp sao, sáng tác của Vũ Trọng Tường, nhạc của Malaysia. Rồi, chúng ta bắt đầu nghe giai điệu của bài hát nhé. Nào, cùng thưởng thức. Đất nước như bài thơ, biển xanh thấp thoáng bao cành bướm, dừa xanh ấm áp bao nếp nhà, êm ấm tiếng ru hời bên cánh nôi tuổi thơ. Ngày mai như cánh chim hải âu vượt khơi bay khắp muôn phương trời, càng yêu tha thiết quê hương này cùng tiếng hát ru hời ngày ấu thơ êm đềm. Ở phần kế tiếp thì chúng ta bắt đầu tập hát từng câu. Ở bài hát này nó có hai lời, mỗi một lời tạm chia làm bốn câu. Ta cũng tách mỗi một lời thành một phần ghép luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào lời một. Câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Rồi bây giờ ta ghép lại bốn câu. Lời một. Rồi ta sang ghép thứ hai, tức là lời hai. Câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Rồi bây giờ ta ghép lại lời hai. Rồi sau đây ta ghép lại hai phần ghép, tức là nguyên bài hai lời, tám câu. Thank you.
Rồi vừa rồi thì chúng ta thực hiện xong cái phần hát từng câu ghép lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nguyên bài và ghép vào giai điệu của bài hát nhé. Lưu ý rằng là chúng ta thực hiện hai lần. Lần đầu thì ta tập hát có đệm nốt nhạc theo. Lần sau thì ta tập hát giống như một ca sĩ nha, không có đệm nốt. Nào, bắt đầu. Chương trình âm nhạc đến đây xin tạm dừng. Chúc các bạn hát hay, học giỏi. Hẹn lại lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cùng những bạn khác xem nhé. Xin chào.